Vâng ạ, thưa quý vị, các bạn, nhà báo Huy Thắng đang có mặt ở trong công ty Maika Camery tại trung tâm thương mại Đồng Xuân ở Cộng hòa Liên bang Đức. Và chúng tôi xin chuyển đến quý vị các bạn những thông tin mới nhất của công ty Maika. Nhưng mà là một trong những thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đại dịch toàn cầu do virus Corona gây ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân cũng như là công việc kinh doanh làm ăn buôn bán nói chung và đặc biệt là nghề làm neo ở Cộng hòa Liên bang Đức nói riêng. Một trong những ảnh hưởng không nhỏ đấy là ban tổ chức đã hủy bỏ tất cả các chương trình hội chợ nghề neo ở Đức và châu Âu. Với lý do sợ hội chợ là nơi tập trung đông người sẽ dễ gây nhiễm bệnh. Trong bối cảnh ấy, ông Công Việt Cường, giám đốc công ty Maika Germany cho chúng tôi biết. Hoãn lại tất cả các cái hội chợ lớn, kể cả hội chợ quốc tế lẫn hội chợ trong nước, thì để thúc đẩy cái công việc mà phục vụ theo nhu cầu khách hàng thì công ty cũng quyết định là sẽ phục vụ khách hàng trong những tuần tới theo từng plan, từng cái tỉnh thành một có những cái chi nhánh thì sẽ phục vụ Hausmesser, tức là phục vụ bán hàng tại chỗ theo giá của Messer. Khách hàng có thể mua được những sản phẩm theo như những cái plan mà đã Messer đã dự định đặt ra. Ví dụ như là tuần tới này là sẽ mở Hausmesser tại Düsseldorf và sau đấy 1-2 tuần nữa thì sẽ mở các tỉnh thành khác, ví dụ như München và một số tỉnh thành khác để phục vụ cho bà con trực tiếp có thể mua những sản phẩm theo những cái plan mà Messer mà đã định ra. Vâng, những điều mà ông Công Việt Cường vừa mới nêu lên không còn là ý tưởng hoặc là một kế hoạch nằm trên bàn, mà nó đã được triển khai vào ngày 29 tháng 2 và ngày 1 tháng 3 vừa qua tại thành phố Frankfurt am Main. Tiếp sau đó, vào ngày 7 và 8 tháng 3 năm 2020, được tổ chức ở Düsseldorf tại chi nhánh của công ty nằm trên đường phố Friedrichstrasse 10, 40217 Düsseldorf. Tại đây, các mặt hàng có thể được giảm giá tới 50% và khách hàng được nhận được nhiều phần quà tặng của công ty. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc tổ chức Hausmesser tại các chi nhánh như ở Frankfurt am Main, Düsseldorf, sắp tới là München, Hamburg, Berlin, v.v., công ty còn tổ chức chuyển hàng đến tận nơi mà khách hàng yêu cầu. Đối với khách hàng ở Berlin, mọi người có thể nhận được hàng trong vòng 24 giờ đồng hồ. Và nếu khách hàng ở xa thì có thể nhận được hàng muộn hơn nhưng trong khoảng 48 tiếng. Vâng, để mọi người có thể hiểu kỹ thêm vấn đề này, chúng tôi gặp anh Mai Sơn, một trong những người làm công tác marketing và cũng là người chăm sóc khách hàng của công ty. Anh cho biết. Qua Facebook của chúng tôi cam kết là giao hàng ngay trong ngày đối với tất cả các khách hàng tại thủ đô Berlin. Còn đối với tất cả khách hàng ở tỉnh khác, các thành phố khác trên toàn nước Đức, khi quý vị đặt hàng qua fanpage của công ty Maika Germany Nails, đặt hàng qua số điện thoại của chúng tôi, qua đường dây online hoặc là qua trang web maikagermany.de thì chúng tôi cam kết là tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh hơn nữa tốc độ xử lý đơn hàng để sau 2 ngày, đó là mục tiêu của chúng tôi, là hàng có thể đến được với quý khách để không ảnh hưởng đến kế hoạch buôn bán kinh doanh của tất cả quý khách. Thưa quý vị, trên đây là những biện pháp, những hành động thiết thực nhằm chia sẻ bớt khó khăn cùng với khách hàng là những chủ tiệm neo. Và trong bối cảnh đại dịch như thế này, công ty còn khuyến mại các lọ xịt khử trùng để bảo đảm an toàn cho cả người làm việc lẫn khách hàng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi phóng sự do nhà báo Huy Thắng thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các phóng sự tiếp theo.